Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thời điểm Bí thư Vĩnh Phúc, Hoàng thị Thúy Lan và hai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị bắt, thời gian gần đây có một số cán bộ là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thứ trưởng bị vướng lao lý. Sau khi bị khởi tố, những trường hợp này đều bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật khai trừ khỏi đảng, theo báo Dân Việt. Vào tháng 1 2024, ông Trần Đức Quận, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam khi mở rộng điều tra sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ông Trần Đức Quận bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau đó ít ngày, vào ngày 31 tháng 1 2024, tại hội nghị Trung ương bất thường, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Trần Đức Quận. Một trường hợp khác ở Lâm Đồng là ông Trần Văn Hiệp. Ông này bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ đảng. Hai trường hợp cán bộ lãnh đạo khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương chức là ông Nguyễn Thanh Bình, bị bắt khi đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Ông Đỗ Thanh Hải bị bắt khi đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, cũng bị Ban Bí thư khai trừ đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội 13, có trường hợp ông Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đảng với ông Thăng bằng hình thức khai trừ. Trao đổi với báo chí, một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định 22 ngày 28 tháng 7 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại, sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian qua, nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sau khi bị khởi tố đã bị cơ quan có thẩm quyền của đảng xem xét, thi hành kỷ luật ngay, không phải chờ bản án của tòa hay đến giai đoạn truy tố. Cũng theo Dân Việt, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Hoàng thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan cũng đã bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13, tháng 1 2021 tới nay, đã có 7 trường hợp từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vướng lao lý. 1. Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Ngày 6 tháng 7 2021, 5 tháng sau Đại hội 13, tại Hội nghị Trung ương 3, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bị Trung ương Đảng quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng cả 3 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025. Sau đó, ông Nam bị kỷ luật, xử lý hình sự. Ông Nam được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của đảng, nhà nước tại Tổng Công ty 3 tháng 2. Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của đảng, nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự. Tới 27 tháng 7 2021, ông Nam bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bình Dương, còn gọi là Tổng Công ty 3 tháng 2. Ngày 30 tháng 8 2022, ông Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo khác trong vụ án được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nam chấp nhận mức án đã tuyên, không kháng cáo. 2. Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 6 tháng 6, 2022, tại Hội nghị Trung ương bất thường, Ban Trung ương Đảng quyết định khai trừ đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh
trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Khoa học Công nghệ được xác định là có sai phạm liên quan việc nghiên cứu, chuyển giao, cấp phép, hiệp thương giá và mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á diễn ra từ 3 tháng 2 2020 tới khi cơ quan chức năng phát hiện. Một ngày sau, chiều 7 tháng 6 2022, ông Chu Ngọc Anh bị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 7 tháng 6 2022, Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 12 tháng 1 2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án nêu trên. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh lĩnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 3. Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Cùng với ông Chu Ngọc Anh, ngày 6 tháng 6 2022, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng tại hội nghị Trung ương bất thường do sai phạm trong vụ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ngày 7 tháng 6 2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ông Long đã bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế. Chiều cùng ngày, ông Long cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong cùng vụ án tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ông Nguyễn Thanh Long được xác định can thiệp, tác động hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình từ cấp phép, hiệp thương giá cho tới ban hành các thông báo giá, các sinh phẩm trang thiết bị y tế, chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Ngày 12 tháng 1 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó, ông Long đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 4. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ngày 17 tháng 9 2022, ông Phạm Xuân Thăng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số đơn vị địa phương. Ngày 3 tháng 10 2022, tại hội nghị Trung ương 6 khóa 13, Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thăng do sai phạm liên quan vụ án nêu trên. Ông Phạm Xuân Thăng được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đứng đầu Tỉnh ủy để chỉ đạo, can thiệp, giúp đỡ Công ty Việt Á xuyên suốt từ việc được vào tỉnh Hải Dương phối hợp xét nghiệm, mở rộng phạm vi để tiêu thụ kit test, thanh toán tiền trái quy định. Ngày 12 tháng 1 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 5. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OIO và một số cơ quan liên quan. Đầu tháng 10 2023, tại hội nghị Trung ương khóa 8, ông Thọ khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực. Vi phạm của ông Thọ bị đánh giá là mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. 6. Ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Mở rộng điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tháng 1 2024, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, lúc đó đang làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vào cuối tháng 1 2024, tại hội nghị Trung ương bất thường, ông Trần Đức Quận đã bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.